Hello, good morning. Đây là một buổi sáng ở vùng ngoại thành thành phố Đà Lạt. Chúng tôi đã chọn kỳ nghỉ ở một cái vùng vắng vẻ như thế này. Chúng ta hãy cùng ngắm cảnh sớm mai ở vùng ngoại thành để và chúng ta phân tích vì sao chúng ta nên chọn cư trú lưu trú ở trung tâm nội ô Đà Lạt hay là ngoại thành vào cái thời điểm những cái thời điểm mà chúng ta lên đây du lịch. Hoa tím và mọi nơi chúng ta thấy là sương mù đang còn lan khắp thung lũng. Cái sương mù mà nó lan xuống các cái mái nhà rồi các cái dàn hoa trông rất là thơ mộng, đẹp mắt. Trong cái sương mù dày đặc như vậy đó thì bên kia là một cái rừng thông. Bên cái thung lũng là một cái rừng thông, sương mù che hết. Lát nữa nắng lên thì chúng ta sẽ thấy cái rừng thông. Đây là một cái nhà mà mình ở. Căn nhà gỗ và vách đất. Có một cái ống khói. Lò sưởi. Một cái gác. Và nó giản dị như vậy thôi. Và cái địa hình thì nó của một cái thung lũng, nó có trên cao thấp, có các cái luống rau. Đây gọi là farm stay sơn tịnh và các cái luống rau luống hoa, vì đây đang là cao điểm mùa khô cho nên là rau và hoa không có được nhiều lắm. Khi mà chúng tôi đến đây vào cái mùa 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 đông hoặc là mùa hè đó thì khi đó cái trăm hoa đua nở nhìn rất đẹp. Ở đây có một nhóm khách lưu trú và con chó của farm nó nằm nó canh ở bên ngoài. Có bàn uống trà để hoa đấy. Nên ở trung tâm hay ngoại thành? Nên ở trung tâm hay ngoại thành khi đến du lịch Đà Lạt? Hiện nay ở những cái vùng như thế này gọi là trải mát cẩu đất, Đa Thọ, Xuân Thọ thì nhiệt độ thấp hơn ở trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 4 đến 5 độ. Ở Đà Lạt thì bây giờ nhiệt độ cũng khá là cao vì cái hiệu ứng nhà kính, vì mật độ xây dựng nhiều cho nên là cái nhiệt độ nó đã nhiều và cái đường phố cũng đã có nhiều bụi. Trong khi cái lượng khách du lịch cũng rất là đông, lượng khách du lịch đông nên kẹt đường và nóng nóng nực vào buổi trưa. Thì khi mà chúng ta chọn những cái farm như thế này thì nó còn cái nét của Đà Lạt, cũng có những cái vườn rau, vườn dây leo rồi cải. Có hồ cá thấp thoáng ở bên kia đồi thì có cũng có những cái nhà lá và cũng là nơi lưu trú của khách du lịch. Thì ở những cái vùng ngoại ô như thế này, tuy nó hơi xa trung tâm thành phố, nếu mà muốn đi vào tham quan các cái điểm du lịch ở trong thành phố thì
nó sẽ hơi mất thời gian một chút, tuy nhiên cái quãng đường đi lại cũng là một điều thú vị. Chúng ta hãy vừa ngắm hoa vừa trò chuyện ha. Cái quãng đường đi lại đi qua những con dốc cũng rất là lãng mạn. Đó. Và ở những cái vùng như thế này thì cái ăn uống nó cũng không được phong phú như ở trung trung tâm thành phố. Nhưng mà bù lại thì chúng ta có thể ăn, có thể hái dâu ở đây, đó. Có thể hái dâu, hái rau để ăn. Rất là tự nhiên. Đây chúng ta nhìn có thể nhìn thấy dâu này, nó được trồng dâu sạch, nó không có được chăm sóc hay chăm bón nhiều, cho nên là cái trái dâu nó rất là nhỏ, nó hơi còi cọc. Thì hãy đi tham quan cùng đoàn Quý Lâm để sau này á các bạn đưa gia đình bạn bè đi lên du lịch Đà Lạt á, thì các bạn có cái lựa chọn cho mình. Nếu mà ở miết ở trong nội thành á thì nó cũng nhàm, thì mình đi chọn những cái vùng như thế này để thấy được cái không khí Đà Lạt nó nên thơ như thế nào. Ở đây chuối nó chín nó có thể ăn được rồi, nó mềm rồi. Lờ mờ bên kia trên đồi là chúng ta thấy một cái rừng thông đấy, thì chúng ta có thể buổi tối thì có thể đốt lửa trại ở đây. Đó. Còn ban ngày thì có thể leo núi, leo lên trên này. Bên kia núi thì cũng có những cái vườn dâu. Bên kia cái rặng thông này. Thường á thì khách du lịch mà mới đến lần đầu ở Đà Lạt, mới đến Đà Lạt lần đầu á thì thường người ta chọn ở khu vực trung tâm. Nhưng mà những cái vị khách mà có kinh nghiệm đi du lịch Đà Lạt nhiều lần rồi á thì người ta bắt đầu thích cái xu hướng là người ta thích đến những cái vùng ven, thuê những cái cơ sở lưu trú vùng ven để tận hưởng cái nét thuần chất Đà Lạt còn sót lại, những cái căn nhà gỗ, nhà lá, những cái khu vườn rau, vườn hoa. Đó. Về tương lai thì thành phố Đà Lạt nó cũng trở nên quá tải, đông đúc quá thì cũng sẽ mở rộng ra, và khi đó thì những cái vùng phụ cận như thế này nó sẽ trở nên rất là quen thuộc với mọi người. Và nhiều người sẽ có cơ hội được tận hưởng những cái không khí tuyệt vời như thế này. Thực sự thì mình biết được cái khu này nhờ thông qua một cái công ty nước ngoài. Cái công ty đó ông sếp là người nước ngoài, ông ấy rất là mê khám phá Đà Lạt hay các cái vùng núi ở Việt Nam, và ông ấy giới thiệu lại cho người Việt chúng mình như tôi để mà lưu trú. Thì khi mà ở thử thì thấy thích. Sau này khi mà không ở đây hoặc ở một vùng khác thì chúng tôi cũng sẽ chọn vùng ven, không có chọn vùng trung tâm. Nhiệt độ bây giờ chắc khoảng 19, 18 độ. Ở trong vùng trung tâm thì không thể nào có được cái không gian này. Đây cũng là một cái nhà nghỉ lưu trú phù hợp với hai vợ chồng, một cặp tình nhân trẻ. Đó, nhìn xa xa trên kia là thấy hai căn nhà tranh vách đất là cơ sở lưu trú. Một cô em bé đang còn phấn khích với sương mù sao ấy.
Hello, good morning. Xin chào. Rồi, xin tạm biệt mọi người ở đây. Buổi sáng nào ở cái thung lũng này cũng có sương hết. Và nắng lên thì là chúng ta bắt đầu thấy cái không cái gian nhiệt độ nó thay đổi. Và nó giống như là bốn mùa xuân hạ thu đông. Buổi sáng là mùa xuân, buổi trưa là mùa 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 hè, buổi chiều là mùa thu và buổi tối là mùa đông. Này nó thể hiện khá là đều đặn hàng ngày như vậy. Xin quý chúc quý vị có những cái kỳ nghỉ du lịch thật là thoải mái, thật là hạnh phúc. Chúng ta đi đến cái khóm hoa này và chúng ta sẽ kết thúc cái video này. Hy vọng là mọi người đã có được những cái thông tin tốt và một cái khoảnh khắc ngắm cảnh đẹp Đà Lạt refresh. Ok, xin tạm biệt mọi người, xin cảm ơn mọi người đã xem video.